Đây là chương trình phát thanh của Sóng Vui Radio, phát thanh trên làn sóng 1430 AM tại San Jose từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Toàn ban phát thanh Sóng Vui Radio xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, đây là tiếng nói của Sóng Vui Radio. Chúng tôi rất vui được chào tới ngộ quý vị trong buổi sáng hôm nay, ngày thứ Ba, 23 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch năm Giáp Ngọ. Toàn ban phát thanh chúng tôi gồm có Minh Uyên ở miền Bắc California, Huy Tường và chúng tôi ở miền Nam California. Xin kính chúc quý vị buổi sáng nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Và sau buổi phát thanh thì quý vị sẽ có một bữa trưa ngon miệng cùng với gia đình hoặc là ở nơi làm việc. Chị thân ái chào tới ngộ Minh Uyên và xin Minh Uyên gửi lời chào thính giả cũng như là bắt đầu chương trình ở miền Bắc California. Dạ vâng, Minh Uyên xin gửi lời chào tới quý vị thính giả của chương trình Sống Vui. Và em xin chào quý anh chị, hôm nay thấy giọng Minh Uyên vui không ạ? Lúc nào cũng vui, mình giọng Minh lúc nào cũng ríu rít. Ngày hôm nay San Jose đẹp trời lắm cơ, thành ra vâng. Chắc có lẽ vì như vậy thấy tâm hồn mình nó cũng thơ thới hơn. Thi cử thì cũng xong rồi, lễ cũng gần tới, thành ra mà ngày đẹp trời như vậy nữa, đã lâu lắm rồi San Jose không thấy có một ngày đẹp trời từ sáng, sáng sớm luôn thưa quý vị, phải không ạ? Sáng hôm nay San Jose đã có nắng lên ngay từ sớm và ngay bây giờ đang còn nắng rất là đẹp, mà nhiệt độ thì lại không có nóng, dĩ nhiên mùa này làm sao nóng được. Mát mẻ 64 độ là nhiệt độ ngoài trời và ngày hôm nay là 70 độ cho nhiệt độ cao trong ngày, có lẽ là khá ấm so với những cái ngày mưa gió vừa qua. Thành ra thấy mọi người đều vui vui, nhà nhà đều chuẩn bị để đón mừng lễ Giáng sinh. Nhiệt độ ban đêm thì cũng vẫn còn khá lạnh, vào khoảng 44 trên nhiệt độ ban đêm, nhưng mà không sao, ban đêm mà lạnh tí xíu thì cũng không có hề hấn gì. Chúng ta vẫn còn may mắn có những căn nhà để ở, những căn chỗ ấm để mà trú ngụ. Nhưng mà thưa quý vị, hơi xuống giọng tí xíu, và ngày mai có dấu hiệu có mưa, chưa biết là cơ hội mưa sẽ bao nhiêu, nhưng mà có một cơn mưa sẽ đến với vùng Bay Area vào trong ngày mai, và đặc biệt là San Jose. Chúng ta sẽ có ngày nắng trở lại vào ngày thứ Năm, ngày lễ chính của ngày lễ Giáng sinh, và rồi kéo theo suốt một tuần, mỗi ngày đều có ánh nắng chai hòa, mặc dù nhiệt độ những ngày sắp tới sẽ không phải còn là 64 hoặc 70 như ngày hôm nay, sẽ xuống thấp hơn nhiều, nhưng mà có ánh nắng là có nắng ấm. Thành ra kính chúc quý vị có những ngày lễ sắp tới đang còn trong cái tư không khí tưng bừng. Anh Uyên xin gửi lời chào tới quý anh chị, và không biết Nam California thì luôn luôn ấm hơn ở miền Bắc nào các ông chị biết hả? Vâng, cũng có khi này khi khác đấy Minh Uyên ạ. Nhưng mà nói chung thì chắc là ấm hơn ở miền Bắc, vâng, bởi vì miền Bắc thì bao giờ khí hậu cũng mát mẻ hơn. Và thưa với quý thính giả, sau phần tin tức ở Bắc California thì chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin tức thời tiết ở miền Nam California. Có lẽ chúng tôi cũng không thua kém miền Bắc ở cái nắng và ngày rất là đẹp. Thưa quý vị, sáng sớm thì chúng tôi có 62 độ, nhưng mà nhiệt độ cao nhất được dự báo vào giữa trưa là 78 độ. Hiện bây giờ là đã khá nóng và nắng chan hòa khắp nơi. Mặc dù là có gió, nhưng mà thưa quý thính giả, gió vẫn là gió, gió Nam Đông Nam. Tức là nghiêng về cái gió, tôi nhớ là ngày xưa ở Việt Nam mà hơi ấm ấm thì mình gọi là gió nồm. Không biết là Huy Tường có nhớ có câu ca dao rằng là lại trời cho nổi gió nồm, cho thuyền chúa Nguyễn dòng buồm ra khơi, nhớ không? Vâng ạ, thành ra là nhân định mà cũng cần phải có cái thời cơ nữa. Thưa quý thính giả, hôm nay thì chúng tôi buổi trưa là 78 độ, buổi tối là 50 độ và ngày mai nhiệt độ mát hơn để đón mừng ngày Chúa ra đời là 70 độ, 50 độ và đến ngày thứ Năm là 65 độ, 41 độ và thứ Sáu là 65, 41 và thứ Bảy là 66, 40. Tóm lại chúng ta có một tuần lễ mát mẻ và một mùa Giáng sinh ấm áp. Độ ẩm hiện bây giờ thưa quý thính giả là 100%, chỉ số UV là 2, tương đối thấp. Như chúng tôi đã thưa, nắng chan hòa từ sáng cho đến bây giờ. Và chúng tôi có gió Nam Đông Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Buổi tối thì trời trong, gió nhẹ và đổi hướng. Tức là một buổi tối mát mẻ, tuy nhiệt độ dự báo là 50 độ. Nhưng mà chúng tôi đi bộ thì vẫn thấy là không cần phải mặc áo len ở bên ngoài. Vâng. Nhà giáo Vũ Chi vừa bước chân vào phòng vi âm. Chúng tôi xin chào anh Vũ Chi và xin anh gọi lời chào thính giả đang nghe chúng ta sáng hôm nay. Trước khi bắt đầu bản tin. Chào chị Hà, chào quý vị, chào Tường. Chào anh. Không biết là... Xin lỗi. Hữu Tường, chị Hữu Tường. Xin chút xíu thôi, là hồi nãy ra lúc 11 giờ 33 phút, khi mà em vào trong cái phòng này rồi thì đang ngồi tự nhiên nó rung. Thì nó chao rất là mạnh, cái chao một cái một thôi rất là mạnh. Thì đó là em biết là cái đó là cái hiện tượng của cái động đất.
Nhưng mà hồi nãy giờ lên coi trên news hoài vẫn chưa thấy. Ừ, yeah. Chừng được đất bên trong em đó. Dạ. Dạ, nếu mà động đất bên trong em mà bàn ghế nó cũng kêu rắc rắc thì công nhận mạnh thiệt. Bây giờ em vừa mới thêm bàn kêu rắc rắc, hồi nãy chị nói là trao đi thôi. Như vậy thì Huy Tường sẽ được chọn để mà làm ở trong cái đài khí tượng. Dạ đúng rồi. Đo đi trước cả máy móc phải không? Đi trước cả máy móc phải không? Dạ. Nhạy hơn cả máy móc. Vâng, chúng ta chờ xem thử là có cái tin địa chấn ở đâu không. Nhưng mà chắc là có gì thì cũng đã tai qua nạn khỏi rồi. Vâng. Và thưa với quý thính giả, không biết là ở trên đó thì nghe giọng Minh Nguyên thì biết rằng là phố phường trên đó vui lắm rồi. Nhưng mà anh Chi từ nhà đi đến đây thì anh thấy phố phường hôm nay thế nào ạ? Dạ thưa, hôm nay thì tôi cứ tưởng là trời lạnh nhưng mà hôm nay đâm lại thấy nóng quá, vâng. Ấm quá. Dạ. Thành thử ra cứ nghe ở radio với TV là cứ đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời. Nhưng mà hôm nay thì anh chờ đến đêm, anh chờ đến đêm, bây giờ nó còn ban ngày. Vâng, tôi có thính giả lý do dễ hiểu là vì hôm nay tôi thấy nhà giáo Vũ Chi mặc tới ba cái áo ấm. Vâng. Chị Bích Hà không phải tại phim thiết tượng mình đưa phải không ạ? Nhưng mà đường phố thì quả là có đông vui hơn, vâng, có kẹt xe hơn và có lẽ là có nhiều gia đình như gia đình chúng tôi ấy, vì các cháu nó đi làm giờ giấc cũng không có được cố định cho nên là nhiều nhà phải mừng lễ Giáng sinh sớm hơn một đêm thay vì ngày mai mới là Christmas Eve thì chúng tôi đã phải có tối hôm nay, cho nên là nhiều gia đình cũng thế, cho nên là chúng ta có cái cảnh chợ búa tất bật và cũng người qua lại rất là đông ở trên đường phố và có lẽ những người mà chưa kịp đi mua quà Giáng sinh đó thì cũng bươn bả để mà đi. Và có một chị bạn cũng gọi chúng tôi là hôm nay là ngày chót mà chị phải ra sao Coast Plaza để nghe nhà thánh ca. Yeah. Bởi vì vâng, ở đấy thì chắc là không biết là anh Chi còn nhớ, Minh Nguyên biết chị, ngày chúng tôi mới đến đây còn phải đi quá giang xe một cô bạn. Thì thưa với quý thính giả, bạn tôi thì vì ở đây lâu rồi cho nên là cái giao tế nhiều, thì cứ đến Noel là cô phải để ghé cái tiệm See's Candy ở trong đó để mua kẹo. Vâng, thì trong khi mà cô vào cô mua kẹo thì tôi bắt buộc phải theo cô bước chân vào trong mall và mình tìm một chỗ nào đó mình đứng để nhìn những cây thông Giáng sinh rất là đẹp, cao ngất ngưỡng. Và thưa quý thính giả, nhất là nhạc thánh ca, nó cái vòm của cái shopping South Coast Plaza, cái vòm rất là cao, chắc mấy Uyên đã ghé qua rồi thì em biết. Mà nhạc thánh ca lồng lộng, vâng thưa quý thính giả, nó đẹp vô cùng và nó cái gì nó làm cho tâm hồn mình nó phải nó được gội rửa. Vâng, cho nên là cũng thèm muốn được cái không khí này nhưng mà tiếc quá là mình không còn cái cơ hội để đến đấy thường xuyên nữa. Vâng. Thì chị Hà vừa nói là tôi lúc mặc 2-3 cái áo len thì quả thật là những cái ngày mà đến để phát thanh ngày thứ 3 đó, vâng, thì lúc nào tôi cũng rét hết. Tường nghe chưa Tường? Phải điều chỉnh váy điều hòa phải không ạ? Tại vì nói theo kiểu người bác mình em bảo em rét lắm. Có nghĩa là em sợ lắm. Thế thì chị với Minh Nguyên là phải coi chừng nhé. Làm sao mà áp đảo anh chị. Dạ. Vâng, thế thì hôm nay thưa anh mời ai, là mời anh hay là mời Minh Uyên bắt đầu bản tin ạ? Cho phép Minh Uyên thay vì bản tin thì cũng đây cũng là một bản tin nhưng mà vâng, có lẽ là phần tin này cái thông báo thì nó hay hơn. Minh Uyên xin được gửi tới quý vị, Minh Uyên coi trên chương trình đài của ABC 7 tại địa phương thì họ cứ đưa ra một cái tin tức là có một người đàn ông người Việt, ông tên là Như Võ, theo như Minh Nguyên đọc tại vì không có dấu dĩ nhiên nhưng mà người Việt mình chắc chỉ có họ Võ và tên là Như. Vâng. Ông vào khoảng độ 60 tuổi và ông đã bị mất tích từ ngày thứ bảy vừa qua. Ông đã sống ở thành phố San Francisco và được mô tả là cao khoảng 5'5", nặng 135 pound. Ông có một cái chân trái là chân giả và cũng có thể nói là ông không có được đầu óc, không có được tỉnh táo, bị như là bị thần kinh vậy đó thưa quý vị. Ông ấy mất tích và bây giờ thân nhân cũng như là sở cảnh sát họ đang còn đi tìm rất là nhiều. Thành ra nếu quý vị ở tất cả mọi nơi mà thấy một người đàn ông người Việt có chân giả là chân trái và vào độ khoảng 60 tuổi, chỉ nói tiếng Việt Nam thôi, thì xin quý vị cũng tiếp tay để phổ biến tin tức này. Hy vọng là trong mùa lễ này gia đình ông sẽ tìm được ông. Và xin trở lại với chị Bích Hà với những thông tin kế tiếp ạ. Vâng, thưa, để trong khi chờ anh Vũ Chi đợi không khí hâm nóng, chúng tôi xin loan cái bản tin cũng rất là thời sự. Tức là quý vị, mấy ngày hôm nay thì ngoài cái vấn đề mà bình thường hóa bang giao với Cuba thì chắc là nhà giáo Vũ Chi cũng như Minh Nguyên đều biết, các nhà bình luận tin tức đều nói rằng đây là một cái flaw relationship,
tức là một cái sự bang giao nó có nhiều cái hà tì. Thì chúng ta sẽ có dịp để nói sau. Nhưng mà trước hết là cái phim The Interview, chắc nhà giáo Vũ Chi cũng như là Mỹ Uyên đã biết, đã gây dư luận sôi nổi trong ít nhất là một tháng qua. Thì thưa quý vị, công ty Interview với cái lời vừa của mắng mà cũng vừa cam kết của Tổng thống Obama, và nói rằng là không có nên nhân nhượng để mà chịu thua mà không cái chiếu cái phim này như đã dự trù vào cái dịp lễ Giáng sinh, thì công ty anh Sony Pictures Entertainment ở Hollywood được lời như cởi tấm lòng, cho nên họ đã thay đổi cái quyết định của họ, và họ chấp nhận là sẽ trình chiếu ở những cái rạp nào mà muốn chiếu cái phim này. Vâng, rất là hạn chế, nhưng mà họ không có ngưng để mà đưa cái phim ra mắt vào ngày 25 tháng 12, tức là thưa với quý thính giả, vào ngày đúng vào ngày lễ Giáng sinh. Và ông CEO là Michael Linton đã nói rằng là chúng tôi sẽ lấy làm tự hào là đã làm cho cái điều này nó trở thành có thể thực hiện được. Và ngày hôm qua thì quý thính giả đều biết là sau khi mà Tổng thống Obama chính thức đưa ra cái lời cáo buộc là Bắc Hàn đã đứng đằng sau cái việc mà hack vào cái mạng lưới của hãng Sony Pictures, lấy rất nhiều tài liệu mật của họ, đồng thời làm xáo trộn cái hoạt động chuyên môn nghề nghiệp của công ty Sony Pictures Entertainment, thì ngày hôm qua thứ hai, Bắc Hàn đã chủ động cắt cái đường dây internet của họ trong hơn 9 tiếng đồng hồ, với một cái sự cẩn trọng lo rằng sẽ bị Hoa Kỳ trả đũa, bởi vì theo cái lời cảnh cáo khá là mạnh mẽ của Tổng thống Obama là nước Mỹ sẽ có biện pháp tương xứng. Với cái việc này thì Bắc Hàn vừa một mặt vừa la làng lên là Tổng thống Obama đã rất là thiếu trách nhiệm khi mà nói rằng Bắc Hàn đứng đằng sau cái việc này. Thế nhưng mà họ cũng rất là cũng hãi sợ cái vấn đề mà thực sự là Hoa Kỳ có những cái khả năng hết sức là đặc biệt. Cho nên là họ cũng phải run rẩy, nhưng mà thì cái đường dây đã được tái lập lại, mạng lưới được tái lập lại. Nhưng mà về phía Hoa Kỳ thì không đưa ra một lời bình luận nào rằng là họ đã có những cái biện pháp khiến cho Bắc Hàn phải cẩn trọng. Thì thưa quý vị, sau hơn một tháng có những tin tức đồn thổi rồi hăm dọa là sẽ khủng bố, đấy là chúng ta chưa nhắc đến cái vấn đề mà của mắng của Tổng thống Obama khi ông nói rằng là Sony đã từng đem rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Hoa Kỳ ra vào những cái vở phim, những cái phim hài hước của họ. Thì bây giờ thì Sony với sự cam kết của Tổng thống là tại sao không, câu hỏi của Tổng thống thì đúng hơn, tại sao lại không có tiếp tục cái chương trình chiếu phim cho công chúng xem mà lại phải sợ đặt mình dưới cái sự kiểm duyệt của Bình Nhưỡng là thế nào. Thành ra Sony đã thay đổi ý kiến, tôi đã thưa, và quyết định trình chiếu cái phim The Interview vào cái ngày lễ Giáng sinh trong một số hạn chế các cái rạp hát nào mà muốn tình nguyện chiếu cái phim này. Và thưa quý vị, hiện nay đã có những cái rạp như là The Alamo Draft House, là một cái nhà hát độc lập, không có nằm trong một cái không, họ cũng là một cái chain base rồi đó, một chuỗi những cái rạp hát Alamo Draft House nhưng mà ở Austin, thì đã xác nhận với mạng lưới Yahoo ở trong cái chương trình về điện ảnh rằng là họ sẽ chiếu cái phim hài hước để nói về cuộc ám sát của lãnh tụ Bắc Hàn là Kim Jong-un. Và thưa quý thính giả, một cái nhà hát nữa ở cái Plaza ở tiểu bang Georgia thì cũng đã trả lời báo tin cho cái mạng tweet của họ là họ cũng sẽ chiếu cái phim này. Và thưa quý vị, đấy là cái tin tức cuối cùng để cho thấy rằng là Hoa Kỳ thực sự là không có cái vấn đề mà sợ, có cái truyền thống sợ những lời hăm dọa. Nhưng mà thực sự tôi tin chắc là khi mà vị nguyên thủ quốc gia đã đưa ra cái lời mạnh mẽ hỏi là tại sao Sony không có làm cái điều mình đã dự trù mà lại đặt mình ở dưới cái sự kiểm soát của Bắc Hàn, thì chúng tôi quả nhiên cũng có một số cái thông tin và một số cái tìm hiểu để biết rằng là cái mạng lưới mà gọi là chống khủng bố của Hoa Kỳ, thưa với anh Chi và Minh Nguyên, nếu mà quý anh quý chị có thể mà vào được những cái khóa luyện tập mà chống terrorist, thì thưa anh mình mới thấy là nước Mỹ quả nhiên là một cái trí óc khổng lồ, một bàn tay khổng lồ và một cái khả năng khổng lồ. Chứ nếu không thì mình chắc không có an toàn từ ngày 9/11 cho đến bây giờ đâu, thưa với quý vị và thưa với anh Chi cũng như là Minh Nguyên. Thưa chị, sau một thời gian dài mà mình sống ở bên Mỹ này thì mình chịu ảnh hưởng của cái cách mà hài hước của Mỹ đấy. Vâng. Thì mình thấy rõ ràng là ở bên đây họ không có từ ai hết. Thưa đúng ạ. Từ Tổng thống cho đến tất cả mọi người đều được đưa lên bàn mổ và hài hước, nghĩa là ghê gớm lắm. Nhưng mà đối với lại Á Đông, nhất là lại ông Bắc Hàn nữa, thì ông ấy lấy làm ghê gớm lắm. Yeah. Thế nhưng mà tôi cũng
trộm nghĩ rằng là Sony đó, họ là những cái đầu óc buôn bán mạnh mẽ lắm. Thành thử ra cái mà rút lui rồi làm ồn ào lên rồi gỡ những bảng quảng cáo xuống, nhiều khi đó chỉ là một hình thức marketing. Có nghĩa là họ biết rằng là cái phim nó vẫn còn đó, họ đâu có mất đi đâu. Dạ vâng. Và làm như vậy á, chính Tổng thống đã quảng cáo dùm cho Sony, và vì vậy cho nên họ sẽ hốt bộn bạc. Thôi, ví dụ như nếu bây giờ không chiếu ở trong rạp cine thì bây giờ họ ra DVD thì chắc chắn là Tổng dạ thống vâng. đã đúng quảng rồi. Cáo vâng. cho một cách mạnh mẽ như vậy. Anh nói rất là đúng rồi. Thì anh họ nói là đã có những cái sự yêu cầu dạ. họ phải ra phim bằng DVD tức là video đấy. Vâng, họ dạ. sẽ là ra. Cái đó thì khủng bố chắc không theo đến từng nhà được. Nhưng mà anh nói đúng, cái nhu cầu tiếp thị của cái kỹ nghệ, bất cứ kỹ nghệ nào của nước Mỹ thì ghê gớm lắm. Nhưng mà tôi cho là cái sự quan ngại lớn nhất của Sony, thưa anh, là họ phải cẩn trọng, bởi vì cái vấn đề, cái tinh thần hài hước của họ đó, nếu mà đưa đến cái hậu quả nghiêm trọng về cái sự thiệt hại, về tài sản, về nhân mạng của con người trong cái dịp chiếu phim vâng, này đúng, thì đó là cái điều họ phải cảnh giác. Cho nên họ phải có cái biện pháp họ thủ trước ạ. Dạ vâng. Rồi họ nói rằng đây là một cái trò chơi ở waiting game, họ biết là cái trò chơi có tính cách chờ đợi thôi. Dạ vâng. Dạ vâng. Nhưng mà mời Minh Nguyên. Vâng. Nhà Vũ Chi có đầu óc quảng cáo thật là hay. Vậy là đi guốc trong bụng những người làm thương vụ phải không? Thế là thầy đang cũng có nhiều người đang còn nghe chương trình này, trong đó có Minh Nguyên sẽ đăng ký đi coi phim để interview và nếu phải biết làm đầu chiếu ạ. Dạ. Vâng, thưa các thính giả, chúng tôi đã hết giờ cho phần tin tức đầu tiên. Xin quý vị đừng rời làn sóng sau phần thương vụ bảo trợ chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin cảm ơn quý vị. Alo, alo, quý chị, quý cô, quý ông bà, chú im lặng lặng mà nghe. Sản phẩm tuyệt vời đẹp da mà khỏe sinh, tế bào ưu gốc chánh hiệu còn này. Tem xeo ưu việt mỗi ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài, tem sức đề kháng tiểu đựng dẻo dài. Tế bào tận gốc từ nhau của ưu nay, hyaluronic dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mau huyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thấy đau nhất kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thể lực gia tăng, da bé hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện, xem xeo toàn diện thế giới đều khen. Hãy tìm cho được sản phẩm mới xem xeo, tế bào ưu gốc chánh hiệu còn này, vùng San Jose xin mời ghé vô Angel Beauty. Hoàng Mỹ, Nhật Thanh, Cải Hoàng, Canibo, ở vùng Ốc Linh thì có Tân Á, Toàn Phát, hay là gọi phone alo alo 1855 617 4074, hay vào website tìm lại tuổi xuân. Mỗi cái nhà thầy cụ á, nó đau mỗi cái lưng mình á, cái cổ mình rồi là kia đó, thì mình về tới nhà mình cảm thấy mình khỏe, mình phấn chấn, mình muốn làm cái chuyện này, làm chuyện kia. Hồi lúc trước cái đầu ngón tay em nó bị làm như nó bị tê, bị nhiều khi tối em ngủ em phải để cũng như mình phải xây, mình bỏ cái tay mình xuống giường, khi đang ngủ nửa đêm nó tự nhiên nó tê cái tay mình. Uống cái nhà thầy cụ thì em không có bị đó, em hết luôn, bị xỉn, em ngưng thuốc xỉn luôn, em không có uống luôn. Em uống thuốc xỉn là mỗi ngày em bị xỉn á, em uống mỗi ngày thì em uống cái đó em cũng hết, mà em lại hết cái tê tay luôn nữa. Rồi mình thấy nó khỏe rồi, mình không có đau mỗi cái lưng mình á, cái cổ mình rồi là kia đó. Thì lúc trước em uống cái nhau theo cù đó thì em uống mỗi ngày đó, ngày nào mỗi buổi sáng trước khi em đi làm là em uống, rồi cái em đi làm đó uống thì mình thấy nó bớt nhiều, mình thấy nó khỏe. Ngày một viên bổ dưỡng trong ngoài, tìm sức đề kháng tiểu đựng dẻo dài, tế bào tận gốc từ nhau của ưu nay, hyaluronic dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàn lưu thông mau huyết, cơ bắp đàn hồi không còn mỏi mà thấy đau nhất kia khớp xương, mắt nhìn sáng rực thể lực gia tăng, da bé hồng hào khỏe mạnh tự nhiên, ngủ được như tiên tinh thần tráng kiện, xem xeo toàn. Trước
khi em dùng Tan Sao á thì có một người quen giới thiệu em cũng là một cái sản phẩm là cũng là Tan Sao nhưng mà là của Nhật Bản. Thì thật sự mà nói thì em rất là mắc, nói chung là rất là mắc tiền, mắc gấp đôi cái sản phẩm mà bên Tan Sao bán đó. Thì em cũng có uống được mấy tháng á, thì khi mà em hết cái nguồn thuốc rồi á thì em có coi trên TV, thì em thấy quảng cáo, lúc đó là công ty mình mới bắt đầu quảng cáo ở trên TV thôi, thì em cũng thấy quảng cáo giống như là cái thuốc mà em uống đó, thì mới mua thử thì mình uống thấy khỏe. Tại vì em làm nail thì cứ cúi xuống hoài thì đau cái cổ, thì sau khi đó thì người ta mới giới thiệu là uống cái này đi là nó giúp cho xương, thì mình cũng uống, thật sự thì uống thì thấy khỏe. Thì sau em mới mua Tan Sao uống, thì nói chung là uống mục đích là mình để cho mình khỏe thôi chứ không có gì hết á. Nhưng mà mình cứ uống thì mình thuốc gì cũng vậy, đâu phải thuốc tiên đâu, mình nói mình uống là có khỏe ngay, thì mình cứ uống ngày này qua ngày nọ kia thì em uống cũng được hơn coi như là ba năm rồi đó anh. Thì thấy mỗi lần mình uống thì khỏe. Gia đình em thì có một cái bệnh là bệnh coi như là di truyền ở trong gia đình, là từ cha đó, là cha đình ai cũng bị bệnh thấp khớp, trái gió trở trời hay bị nhức lắm. Thì cách đây chừng hơn 2 năm là cái chân em đi bộ nhiều hay là đứng nhiều hay là gì đó thì nó nhức lắm, nhưng mà dạo này thấy nó bớt, mình không biết là vì đâu, nhưng mà mình cũng nghĩ là tại vì mình chỉ có uống Tan Sao thôi, thì mình nghĩ Tan Sao nó cũng hỗ trợ. Thì trước khi uống thì cũng tìm hiểu rồi nghiên cứu rồi đọc sách báo vậy đó anh. Đó thì mình thấy nó cũng tốt, thì cứ vẫn uống tới bây giờ. Mà thật sự anh thấy em order là liên tục, tại vì order cho gia đình á, rồi cho bạn bè, cũng giới thiệu cho bạn bè đó, rồi cũng nói là mình cũng thấy là cứ mình thấy sao thì mình nói thầy, mình thấy khỏe, mình nói thật. Rồi vừa rồi cái cũng nói ông xã luôn, ông xã nói sao ông xã thấy cứ mệt mỏi hoài, nói anh nghe lời em đi, anh uống đi, anh uống thử đi. Rồi anh uống, anh nói trời sao đúng như lời em nói, anh uống thì nói anh đi làm thì 4 giờ chiều là anh thấy mệt mỏi, anh không muốn làm việc nữa, nói bây giờ anh cứ uống đi. Anh nói uống được có 2 tuần lễ, anh nói đúng như lời em nói là anh làm tới chiều tối anh vẫn không thấy mệt, anh vẫn thấy sảng khoái. Thì nói đó thì cái thuốc này nó khỏe như vậy đó. Đó thì cái đó là cái sự thật em nói, chứ không có phải là quảng cáo, mình đâu có bán chứ đâu mà mình quảng cáo, anh hiểu không? Thì trước khi em uống thì em cũng đi tìm hiểu, lên mạng tìm hiểu coi cái thuốc này nó như thế nào, nó cái gì trong đó, mình cũng uống mình cũng sợ. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu mình biết rồi đó, thì bắt đầu mình giới thiệu cho bạn bè. Năm ngoái thì em đi về Việt Nam thì gặp bạn bè ở bên Việt Nam á, gặp một số bạn bè ở Việt Nam á, gặp mình cái chân hững luôn, giật mình luôn, nói trời ơi sao mà vô Nam mày kẻ như vậy. Cái xong rồi cái ai cũng nói là sao kẻ như vậy, nói thiệt không, nói thiệt hay là nói cho tao vui. Cái nó không, ai nói thật sự là nhìn trẻ hơn lúc trước nhiều, trẻ còn 10 tuổi luôn á, ai nhận ra cái tuổi thật của mình. Mới xem sao tế bào hưu gốc trắng niệm còn ngày, hay là gọi phương alo alo 1855 sau 174074, hay vào website tìm lại tuổi xuân. Công ty Stem Cell tế bào gốc xin gửi đến quý vị một tin vui. Công ty bán lẻ lớn nhất thế giới Amazon đã nhận thầu mua bán và phân phối các sản phẩm Stem Cell tế bào gốc, tế bào hưu nai và tế bào da của công ty trên phạm vi toàn cầu. Điều này chứng minh sự uy tín của sản phẩm Stem Cell đối với người tiêu dùng trên thế giới. Xin được trân trọng tri ân tấm lòng yêu mến và tin tưởng cùng với sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua. Quý vị có thể liên lạc với công ty để biết thêm chi tiết qua số điện thoại miễn phí 1-855-617-4074 hoặc 714-617-4074 hoặc vào trang nhà tìm lại tuổi xuân.com. Thông báo về học bổng của công ty Stem Cell tế bào gốc tế bào da. Mục đích của học bổng: hỗ trợ học bổng cho sinh viên có thành tích học vấn xuất sắc để theo đuổi bậc đại học. Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên cư ngụ tại Hoa Kỳ và hội đủ các tiêu chuẩn quy định căn cứ trên thành tích học vấn, tiềm năng lãnh đạo, nhiệt tình tham gia các sinh hoạt cộng đồng và ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm công dân trong xã hội. Mỗi học bổng trị giá 1.000 đồng sẽ được trao tặng cho 2 học sinh tốt nghiệp trung học với điểm GPA tối thiểu là 3.5. Các thí sinh phải viết 2 bài tiểu luận dựa trên các chủ đề do công ty gợi ý. Các chi tiết khác cũng như điều kiện nộp hồ sơ xin truy cập vào trang mạng tìmlaituổixuan.com và trong đó có phần dành cho scholarship at renewinsideout.com trước ngày 28 tháng 2 năm 2015. Mọi thắc mắc và chi tiết xin liên lạc điện thoại 1-855-617-4074, 1-855-617-4074 hoặc email scholarship@renewinsideout.com. Thank you.
đây là tiếng nói của Sống Vui Radio. Vừa rồi là phần thương vụ bảo trợ chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi thông tin liên lạc, trao đổi ý kiến và nhu cầu quảng cáo, xin quý vị vui lòng gọi cho 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý vị cũng có thể email về songvuiradio@gmail.com. Và bây giờ trở lại với phần tin tức, chị xin mời Minh Nguyên. Dạ vâng, Minh Nguyên xin trở lại với phần tin tại San Jose. Chắc hẳn quý vị còn nhớ vào hồi tháng giêng năm nay đã có một loạt những cái vụ cháy nhà hoặc là cháy những cái nơi công cộng, trong đó có cả nhà thờ, có cả một cái warehouse vào tại San Jose. Và ngày thứ hai hôm vừa rồi, tức là đây hôm nay là thứ ba, thì ngày hôm qua tôi thưa quý vị, ngay tại tòa San Jose, cái người mà nghi can của trong cái vụ án này, cái loạt vụ này đã đưa ra tòa, và ông ta tên là Patrick Bannon. Ông đã gây ra một cái loạt những cái cuộc hỏa hoạn và cái số tiền thiệt hại là lên khoảng hơn 6 triệu đồng. Và ngày hôm qua thì tòa đã đang còn chuẩn bị tuyên án là ông ta sắp phải có một cái hình phạt có lẽ lên tới 455 năm ở trong tù. Và cái hình phạt này khá là lớn. Cái động cơ mà để cho ông ta đi đốt những cái căn nhà, những cái nơi cơ sở của công cộng như thế này, thì ông nói là tự nhiên có một cái động lực nào đó từ trong cái tâm khảm, từ trong cái đầu của ông ta, nói là nên cứ bắt ông ta phải đi đốt nhà thôi. Thành ra cứ vào những cái buổi sáng ông ta đi ra khỏi nhà giống như là đi bộ vậy sáng sớm, và rồi đến căn nhà nào đó thì bật cái lửa mà có một cái quẹt lửa nó bự cỡ bằng cái cây bút bích, và rồi đốt xong rồi đi về rất là ung dung. Thì ông ta nói là cũng may, ông cũng thật thà nói vậy là bây giờ tôi đã bị bắt, chứ bằng không thì không biết là bao nhiêu căn nhà nữa sẽ bị đốt, vì tôi có một cái sự thúc đẩy là nên đi đốt nhà. Và ông cũng bị cái bệnh gọi là bệnh, có lẽ gọi là bệnh trầm cảm nữa, khi ông ta nói là mẹ của ông ta lúc còn sống đã bị cái chứng là bị quên, đã Alzheimer, và không có nhận ông ta là ai. Thành ra ông ta buồn lắm, và bà ta cũng mới qua đời đây thôi, thành ra ông rất là buồn. Và ông thì đang còn xin được giảm tội. Ông xin được giảm tội xuống là khoảng vào trung thân thôi, 40 năm tới trung thân. Nhưng mà ông ta phải, theo như bên công tố viện, thì ông ta phải nhận những cái tội, tất cả tội là 13 tội về đi đốt nhà. Thì ông ta chịu, và bây giờ hình phạt có lẽ xuống sẽ là từ 40 năm tới trung thân thay vì 455 năm. Và trong những tháng ngày tới đây thì bên tòa sẽ quyết định xem là ông có phải trả tiền cho những cái nạn nhân hay không. Nhưng mà thưa quý vị, tòa phán là như vậy thôi, chứ còn đã ở trong tù mà 40 tới trung thân thay vì 455 năm thì tiền đâu mà trả, phải không thưa chị Bích Hà? trả bằng cuộc đời vô giá của ông ấy. Còn lên tới 6 triệu đồng thì tiền đâu mà trả. Nhưng mà tòa bên này thì luật pháp đưa ra thì vẫn phải đưa, phải không ạ? Vâng, mà những cái người mà có một cái mới gọi là cái gì thưa anh chị, thú tính ạ, họ có những cái thứ vui do những cái vấn đề muốn làm hại người khác, muốn người khác đau khổ, cái action là một trong những cái đó thưa anh, tự nhiên mà phóng hỏa cái tài sản của người ta và gây những cái thiệt hại như vậy, chắc là có bệnh tâm thần đấy chứ không phải bình thường. Và xin cho mình bổ túc thêm tí xíu là ông này cũng đây là lần thứ ba mà phạm cùng một tội. Vào năm 1994 thì đốt ở cũng gây hỏa hoạn ở Arizona, cũng đã bị bắt. Và năm 1999 cũng đã gây một cái cuộc hỏa hoạn lớn ở San Jose. Thành ra đây là lần thứ ba, cho nên các cái tội còn nặng hơn rất là nhiều là như vậy. Vâng. Thưa quý thính giả, trong cái mùa Giáng sinh này đó, thì chúng ta thấy là có nhiều cái niềm hứng khởi, khiến cho một số người mà khi mà họ, một là họ có cái tâm tốt, hay là họ cũng được lấy cái gọi là cái tinh thần mùa Giáng sinh. Thành như thưa quý vị nghe tin này, chúng tôi cũng rất lấy làm vui mừng là quả nhiên quả đất này vẫn có những con người rất là tốt. Thưa quý vị, một tiệm Walmart ở Pennsylvania thì đã chào đón ông Santa Claus sớm hơn trong năm nay, và cái bản tin đưa đi cho biết là một người đàn ông vô danh đã bước vào trong tiệm và nói với người manager là ông ta muốn tặng giữ 50.000 đồng để trang trải cho những cái khách hàng nào đã mua hàng. Mà thưa anh, với thưa Minh Nguyên, dưới cái chế độ layaway đó, tức là mình chọn mặt hàng mình để ra một bên, mình trả góp, cho đến khi nào trả đến đồng cuối cùng thì mình có quyền lấy cái món hàng đó về.
Thì vào những dịp mà Noel cũng như là năm mới, thường thường có những khách hàng họ muốn cái mặt hàng mà không thể trả ngay được. Thì ông manager tên là Steve Meyer, ông nói là ông đã phải cái yêu cầu cái người đàn ông này nhắc đi nhắc lại hai lần cái điều ông ta nói thì ông mới tin. Ông nghe ông bảo lúc đầu ông tưởng nói đùa. Thì khi mà ông Santa Claus tạm gọi là như vậy xác nhận là đúng như thế, thì ông bắt đầu gọi các khách hàng. Và thưa quý vị, ông nói rằng cái này chắc không biết có phải là một cái joke hay không, nhưng mà cái người mà đứng trước mặt ông đang đứng đó, thì nếu là cái joke thì cũng làm cái joke vui trong cái ngày Giáng sinh thôi, thì ông gọi. Thì thưa quý vị, sau đó thì cái người tặng giữ này quả nhiên đã đưa tiền ra và nói rằng là ông ta chỉ muốn xưng tên là Santa B thay vì là Santa Claus, là Santa C, là Santa B. Và ông đã đến vào đúng cái lúc mà thưa với quý thính giả, có những cái mặt hàng layaway mà cái người khách hàng đã thực sự là không trả được để mà lấy hàng về rồi. Cho nên là thay vì bị Walmart lấy lại thì là đã được trang trải với cái tiền ông bỏ ra. Và ông nói rằng là tôi chỉ muốn mang đến một cái mùa Giáng sinh thật là vui tươi cho một số người. Đó là bà thưa ông ạ, nói là đã là và cái ông kia mà gọi là ân nhân thì cứ đi ra đi vào Walmart thỉnh thoảng chắc để xem thử cái việc làm của mình kết quả như thế nào, để nhìn thấy cái nụ cười trên mặt nhiều người. Thì đó là một cái cũng rất là hay. Vâng. Và thưa với quý thính giả là một vài cái việc sự việc nho nhỏ nó có thể làm cho mình mất vui trong một ngày. Và trong đó cái việc mà làm cho mình phiền não nhất là cái việc mà gậy cảnh sát và nó chớp đèn nó lùa mình vào lề đường. Thế nhưng mà thưa với quý thính giả, khi mà cảnh sát ở thành phố Lowell ở tiểu bang Michigan đã top 50 người lái xe vì đã vi phạm những cái luật lưu thông, nhưng mà những cái luật, những cái lỗi nhỏ thôi, thì những người mà lái xe rất là ngạc nhiên khi mà thấy rằng là thay vì mà nhận được một cái traffic ticket, một cái giấy phạt, thì họ lại được hỏi rằng là quý vị có cái ước muốn gì trong mùa Giáng sinh. Và viên chức cảnh sát tên là Scott Van Son Kima đã nói một câu chuyện qua lại với cái người, những người tài xế lái xe, và hỏi xem là họ có biết là con cái của họ muốn cái gì trong cái mùa Giáng sinh không, đặc biệt là trẻ con thôi. Thì trong khi đó thì thưa quý vị, các đồng nghiệp của ông cảnh sát này ở trong một cái tiệm gần đó thì đã theo dõi câu chuyện qua cái radio mà họ mang theo người đó, và vội vàng lập tức lấy món hàng đó ra, trả tiền, gói và đưa tới cho cái người tài xế lái xe mà đã vừa bày tỏ cái ước muốn của mình. Và những món đó thì thưa quý vị gồm có đồ chơi, and Xbox là cái gì, game nhạc. Vâng. Và ngay cả high definition TV nữa đó. Thành ra là thưa với cái thính giả, một người tài xế đã rất là sung sướng mà nói rằng là trời đất ơi, cái ngày tưởng là xui xẻo của tôi hóa ra làm ngày may mắn trong mùa Giáng sinh này. Thì không biết là có khi là cảnh sát ở những nơi mà họ thấy vừa rồi có những cái vụ mà xung đột giữa quần chúng, họ muốn đưa ra những cái tấm gương để cho mọi người thấy là không phải cảnh sát lúc nào cũng có bộ mặt hung dữ, chính họ là cái nạn nhân mà bị tàn sát một cách nó tệ hại nhất. Thế nhưng mà khi mà làm được việc tốt thì họ vẫn là những người công dân có tấm lòng, thì không phải là những viên cảnh sát mà bắt buộc lúc nào phải có một cái uy lực với mình, trừ phi họ cần phải dùng cái đó để mà chấn giữ cái an ninh cho khu phố thôi. Thành cũng là cái hay, như là một vị cảnh sát thấy một bà ngoại mà đi ăn cắp trứng đấy anh chị, rồi bị chợ nó gọi đến về cái shoplifting đấy, thì ông đã trả tiền cái vị trứng đó cho bà cụ, đại khái như vậy. Hay là năm ngoái đi rồi nhỉ, mình đã loan tin là một cảnh sát mua một đôi giày cho một người không nhà mà vào cái mùa đông tuyết giá này đó. Nhưng thì đó là những những tấm lòng mà chúng ta phải ghi nhận. Còn cái việc gì nữa mà theo quý vị nghĩ là cái vật mà không ai nghĩ đến cái đó là một cái sự cần thiết mà nó làm được và thành cái sự cần thiết? Có bao giờ mà anh Chi với lại Rachel với Minh Nguyên biết là cái cuộn giấy mà giấy vệ sinh đó, xin lỗi quý thính giả, cái toilet paper đấy mà dùng nửa chừng rồi vứt đi. Có một ông 70 tuổi, ông thấy ở một cái tháp mà đi du lịch ở trên Washington đó, người ta trong những cái nhà vệ sinh đó thế anh, họ cứ vứt những cái cuộn giấy nửa chừng như vậy, bởi vì khi mà cái người custodian đi làm vệ sinh đó họ thay, thì ông nhặt những cái đó về, ông tích lũy lại, rồi ông mang tới những cái khu mà những người vô gia cư đó, ông cho họ, họ có những cái giấy đó họ dùng. Thành ra là ông bảo là trong vòng bao nhiêu năm đó, thưa quý vị, ông đã làm được cái việc này, và ông nói rằng cái đó là một cái chuyện ông thấy rất là dễ thương. Và ông không ngờ rằng cái chuyện nó nhỏ nhặt như vậy mà nó lại cần thiết cho nhiều người mà thực sự họ không có phương tiện để họ tự cung cấp. Thành ra rất là hay anh. Mình có giờ mình nghĩ làm cái việc đó đâu. Dạ, nói về cái cuộn giấy đó thì tôi lại nhớ lại là cách đây ít năm thì khi về Việt Nam, Sài Gòn thì vào tiệm ăn thì chúng tôi toàn là được
chiêu đãi bằng mấy cái tờ giấy nó xé nhỏ ra để mà chùi miệng. Anh nói rất là đúng ạ. Ông deliver cái đó đến những cái food bank đó. Dạ. Để cho, hoặc là mình dùng cho cái toilet, hoặc là mình dùng cho cái nhu cầu gì mà những đúng người... Vâng. Rất là hay. Chị mời dạ Minh Nguyên. Dạ vâng, Minh Nguyên xin tiếp tục với bản tin ngày hôm nay. À, quý vị cũng biết là cái thời đại bây giờ là chúng ta, cái điện thoại của ai mà cũng có thể chụp hình được. Và vì thế có rất là nhiều những người, nhất là các bạn trẻ, đã dùng nó để mà gọi là selfie đó thưa quý vị, là tự chụp hình cho mình đó. Vâng, và selfie đấy, gọi là selfie đấy phải không ạ? Theo cái thống kê thì người châu Á là thích selfie hơn cả trên các phương tiện khác. Và một cái thích tính độ mà có một bản tin Minh Nguyên được đưa vui cho quý vị là các bác sĩ ở bên một cái tỉnh bên Trung Quốc ngay trong phòng mổ đã tự chụp hình với nhau và đã được lan truyền một loạt những cái ảnh mà các bác sĩ chụp tự chụp với nhau. Có những cái tấm ảnh đó là tất cả các bác sĩ y tá đang còn mặc đồ mà mặc đồ để trong phòng mổ đó thưa quý vị. Ai cũng bịt miệng, đeo găng tay rồi đội nón các thứ. Vậy mà chụp hình tự chụp hình với nhau rồi đăng tải trên website. Và những tấm hình này đã được lan truyền trên China Weibo của một trang nhà ở bên Trung Quốc. Và họ cho thấy là các bác sĩ đứng rất là tự nhiên có bên cạnh một cái người đàn ông đang còn nằm trên bàn mổ, như là đang còn bất tỉnh và đang còn giữa chừng trong cái cuộc mổ thưa quý vị. Vậy mà đứng chụp hình và có rất là nhiều cái phản đối đã được đưa ra. Để rồi một cái ông gần như là một trong những cái người bên cái bộ về sức khỏe của Trung Quốc đã đưa ra, và ba người lãnh đạo đã có liên quan tới cái vụ chụp hình này. Các bác sĩ đã bị cho nghỉ việc, các y tá cũng vậy, một số đã bị khiển trách, một số thì bị cho nghỉ việc, và họ đã phải ra một cái bản thông báo là họ xin lỗi về cái sự mà những cái sự bất cẩn của các bác sĩ, của các y tá khi hành nghề, và nhất là trong phòng mổ. Và cái câu mà bạn tin đưa ra là thay vì gọi là y tá hay bác sĩ lương tâm thì họ gọi là những bác sĩ xảo quyệt và những y tá nghịch ngợm. Thành ra thưa quý vị, cái này đúng là cái tin thì nghe nó cũng khá là buồn cười, nhưng mà thật sự là một cái xã hội bây giờ ngay trong phòng mổ mà cũng đưa lên để tự chụp hình với nhau. Không biết là họ vui gì cái trong cái khoảng cách đó thưa nhà giáo chí. Dạ thế, nhưng mà trong số đó thì chắc là có mấy cô nữ y tá phải không ạ? Dạ vâng, thể nào cũng có. Là tại vì là tôi thấy là quý vị nữ thì bao giờ cũng muốn xem cái nhan sắc của mình nó ra làm sao. Bằng cớ là ở tiệm bán nước của tôi ấy, cũng có một cái kính to lắm để đó. Thì tôi nghiệm thấy rằng là bao nhiêu vị nào mà vào mua nước mà là nữ đó, thì không có vị nào mà không có đứng soi gương cả. Ít ra ông soi gương để xem dung nhan mình nó như thế nào. Thì cái đó thì có lẽ là ảnh hưởng của mấy cô y tá đó, Minh Nguyên. Yeah. Nhưng mà soi gương á, soi gương thì chắc là phụ nữ soi nhiều, nhưng mà có, em có một lần đọc một cái thống kê, cái thăm dò thôi, người ta để một cái miếng kính trên cái đường đi, rồi những cái lượt người đi qua đi lại á, thì rốt cuộc cái người đàn ông đi qua nhìn vô kính nhiều hơn người phụ nữ. Chị cũng đồng ý với tường cái đó, chị cũng đồng ý với tường cái đó. Dạ. Đàn ông cũng soi gương vậy chứ không nhìn phải mình á, nhìn mình trong cái hình mà ban bước đi đó. Nhưng mà có đều rằng là nếu mà mình chụp cái hình ở trong phòng mổ thì thưa anh chị, các nữ y tá thì nếu mà có cặp mắt đẹp như phụ nữ Trung Đông đó thì may ra. Chứ còn họ đeo mask ạ, rồi họ để đeo cái nón đội đầu cho tóc khỏi rơi đấy anh, thì còn cái gì đẹp nữa để mà vào ảnh. Vâng. Chưa kể là nếu mà cái việc mà mình mổ như vậy, thứ nhất là anh cái privacy của người bệnh. Rồi sau đó là cái thủ tục y khoa đòi hỏi về cẩn trọng tối đa. Rồi quên kéo, rồi quên bông gòn, rồi quên những cái ở trong người bệnh nhân thì như thế nào. Cho nên cái đó là cái sự cẩu thả mà phải có những cái biện pháp nghiêm trọng, chứ không nên là coi thường. Vâng. Nhưng mà cái selfie nó trở thành ra một cái tâm lý bệnh hoạn đó thưa với quý vị thính giả và thưa với anh Chi cũng như là Minh Nguyên. Ban đầu thì người ta tò mò thôi, người ta muốn xem thử cái chụp mình như thế nào. Nhưng về sau thưa anh, gần như nó lan truyền, nó thành như một cái thói quen, cái cố tật. Cầm cái iPhone lên là tự nhiên muốn chụp mình à? Bất luận thế nào. Thành ra cái đó nó như là một cái nghiện ạ.
Yeah. Mà cái nghiện thì cái nghiện nào cũng không 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 hay. Chụp không đẹp là chụp lại, chụp tới chụp lui. Đúng rồi. Có hài lòng với thấy chính mình đó. Dạ đúng rồi. Cái tật mà nhìn thấy chính mình, còn nếu mà phụ nữ chúng tôi đi qua mà có nhìn thấy gương mà thì anh liếc nhìn một cái thôi đó thì có lẽ là cũng là để làm đẹp thêm cái cuộc đời này thôi. Yeah. Chứ đâu có không có gì đáng trách. thì nam giới chúng tôi thì cũng rất là ủng hộ cái việc mà quý vị làm đẹp chứ. Rồi, dạ vâng. Tại vì tôi thường nói là đàn ông chúng tôi thì đẹp sẵn rồi cho nên không phải làm đẹp. Anh cứ làm như đàn ông của quý anh giống như mấy con công trống. Những con công công gọi là công đực đó thì trời phú bổ lông rất là đẹp. Vâng, đẹp hơn con mái nhiều. Có lẽ là thiên nhiên trời sinh ra như vậy, đó là theo đúng cái hợp với lại thiên nhiên đó. Cái là cái đó là anh hơi tự tin quá đáng nhé. Nhưng mà Minh Nguyên ơi, may quá là cái làn sóng này hôm nay chúng ta chỉ phát ở trên miền Bắc thôi. Nếu mà ở miền Nam đó, là ngày mai mà anh Chi mà ra tiệm nước là các bà bước chân vào hỏi anh Chi lập tức cái gương của tiệm ông ở chỗ nào. Để họ né, họ không đi qua đó. Vâng, chị xin mời Minh Nguyên. Dạ vâng. Minh Nguyên đang gửi tiếp tới bản tin với quý vị là ngay tại ngày hôm qua thôi, Minh Nguyên có thưa tin với quý vị về cái chuyện mà về Việt Nam mà bị rạch đồ đó thưa quý vị. Thì hôm nay ở trên bản tin ngay trong nước, Minh Nguyên cũng có thấy là những cái giới chức của bên, nhất là bên Bộ Giao thông, họ đã cũng lên tiếng về cái vụ này. Tưởng cũng xin nhắc lại tí xíu là gần đây đã có những cái dòng tin nhắn ở trên trang mạng Facebook, và đặc biệt là từ một cái cô tên là Chi Chi Nguyễn. Cô nói là cô về sân bay, cô về Việt Nam chơi và đi qua sân bay Tân Sơn Nhất thì bị rạch đồ. Cô có chụp hẳn hỏi cái vali của cô, và rồi cái vali khóa không được nữa, tại vì họ làm rách nó ra rồi, họ không có thể khóa được. Thì họ đã lấy băng keo họ quấn lại, và những cái chỗ mà bị thủng thì họ lấy bao ni lông họ bỏ vô. Bây giờ sau khi mà cô đăng cái dòng, những cái dòng chữ này lên, và cô nói là để nhờ cái xứ sở mà ăn cắp như vậy thì ai mà còn muốn về, thì rất là nhiều những cái dòng tin nhắn tiếp tục lên tỏ vẻ như là mình cũng đã từng trải qua những cái kinh nghiệm như vậy, mình cũng đã bị trải qua, và rồi gia đình mình hoặc người thân mình cũng bị rất là nhiều. Thì bây giờ bên Việt Nam, cái thứ trưởng của Bộ Giao thông đã phải lên tiếng, và họ nói là sẽ điều tra. Sẽ điều tra và sẽ làm sáng tỏ cái sự việc như thế này. Thưa quý vị, điều tra bao nhiêu năm rồi thì không điều tra, bây giờ vì bị nói quá rồi thì mới điều tra, và không biết là điều tra tới đâu. Có những cái nguồn tin họ nói là ông Nguyễn Thanh Sơn là Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam thì lúc nào cũng mong mỏi là những Việt Kiều về quê để mà giúp góp phần xây dựng đất nước. Nhưng mà về tới thị trường, ngay cái chặng đường đầu tiên thì phải cho tiền, và vào tới cái chặng thứ nhì lấy hành lý thì lại bị vất đồ như thế này, thì hỏi làm sao mà người ta còn muốn về để xây dựng đất nước. Thành ra có những cái nguồn tin rất là nhiều người đã góp cái phần tin của mình trên các cái bản tin mà có liên quan tới như thế này. Thưa nhà giáo Vũ Chi, hồi đó nhà giáo Vũ Chi nói là về Việt Nam sẽ sử dụng những cái phương tiện như là cái giấy. Không biết là hồi đó nhà giáo Vũ Chi về có bị cái tình trạng mà rạch đồ hoặc là mất đồ hay không? Là bây giờ thì chỉ có tóm tắt lại thế này, dân chúng trong nước Việt Nam đã có một cái câu rất là giản dị. Câu bè đó là thanh cha, thanh mẹ, thanh gì, cứ có phong bì là nó thanh kiêu. Wow, cái câu này hay rồi nhá. Vâng, và tôi sợ rằng cái cuộc điều tra nào mà về vấn đề nhũng lạm ở Việt Nam cũng sẽ là há miệng mắc quai. Bởi vì ở trên Jobu vẫn là có một ông ngồi thu hụi chết, thế cho nên là cũng có thể khó lắm, có thể cùng lắm là có một vài con dê tế thần, rồi cũng sẽ được phóng thích thôi. Vâng. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã hết giờ cho phần tin tức sáng nay. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Sau phần thương vụ, chúng tôi sẽ bước vào chương trình câu chuyện giáo dục với nhà giáo Vũ Chi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt quý vị tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đến tết vào ngày mai. Tạm biệt sớm thế. Dạ vâng, tại Berlin có những công việc phải đùa thôi. Đi shopping ạ. Có một ngày vui nha. Em có một ngày vui ha. Ok. Bye.
Công ty Stem Cell Tế bào gốc xin gửi đến quý vị một tin vui. Công ty bán lẻ lớn nhất thế giới Amazon đã nhận thầu mua bán và phân phối các sản phẩm Stem Cell Tế bào gốc, tế bào hưu nai và tế bào da của công ty trên phạm vi toàn cầu. Điều này chứng minh sự uy tín của sản phẩm Stem Cell đối với người tiêu dùng trên thế giới. Xin được trân trọng tri ân tấm lòng yêu mến và tin tưởng cùng với sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua. Quý vị có thể liên lạc với công ty để biết thêm chi tiết qua số điện thoại miễn phí 1-855-617-4074 hoặc 714-617-4074 hoặc vào trang nhà tìm lại tuổi xuân.com. Vậy đó, hồi trước chú đi thì cái chân mình nó kể như có tật, sau khi uống tới bò gốc nữa bây giờ đi là bình thường đó. Còn tới bò da thì chứ cái mỗi bữa đi làm thì mình lấy nó để trang điểm. Da của mình nó trẻ đi, rồi bạn bè hỏi sao chú kiếm lúc này đổi đời đẹp trai, nó không có, tại mình giấu mình không có nói, mình nếu người ta tin thì mình mới nói. Nhưng bữa nay chú mới nói đó thì chú chia sẻ mình muốn sống lâu, muốn được dành thời gian tìm lại tuổi xuân thì mình phải chịu tốn tiền. Vì sau khi uống cái tế bào gốc đó thì bây giờ bữa nay đi bình thường, có thể nói là chú chạy cũng còn được. Hồi lúc trước đi lên thang lầu thấy nó khổ sở, rồi chú vừa đi vừa mắc cỡ, sợ người ta nhìn cái dạng của mình sẽ ông rồi đi cảnh giác á. Bây giờ chú mừng lắm, có nhiều khi thấy mình nhấc chân nó rồi nó thốn những cái thần kinh nữa, mà mình quạ, có nhiều khi mình quạ với những bạn bè, nhưng mà bây giờ nó không còn nhấc chân nữa. Cái nhấc rồi là nó làm cho tứ chi của mình nó bực lắm, mà uống vậy bây giờ nó không còn nhấc nữa thì nó trở lại bình thường, cái tánh của mình nó không có cọc cằn nữa. Thấy bạn bè nó nói ông lúc này thấy ông trẻ, rồi cái mình cười, nhưng mà mình cũng không có khoe là cái nói già, bây giờ mà con làm duyên phải không? Bộ khuyên bổ dưỡng trong ngoài, tìm sức đề kháng, chịu đựng dẻo dài, tế bào tận gốc tự nhau của hưu nay, thì ra lô rô nít dược chất bằng mình, cải thiện tuần hoàng lưu thông mà mau. Sau tôi đi Cali chơi cho nên tôi mua về một năm mấy, uống thì cũng tốt lắm, tôi liên tục 100 mấy rồi đó, tại tôi thấy nó tốt. Nó có cho sức khỏe, với lại cái da mặt tôi bị nám á, uống cái nó bớt nhiều, nên tôi thấy tốt. Nên cứ mỗi sáng là tôi uống một viên, tôi mua tổng cộng 3 đợt rồi. Hồi đó tôi đi chơi thì tôi mua 4 hộp, tại mình mua ba hộp thì được tặng 1 hộp á, cho nên tôi mua 1 đợt đầu, xong rồi cái hết cái mua. Nhưng mà sau đó tôi cũng mua 1 cái chai thuốc để xức cái mặt á, hoặc 1 chai thuốc cho đó, là đợt sau cái tôi về lại tôi order 1 đợt, rồi tôi mới order 1 đợt nữa. Mới vừa rồi mua rồi, người nhà kiểu giống như thấy hơi mắc á, họ tiết tiền á, tôi nói không sao, phải uống đều rồi cái thuốc sức mặt nữa nó tốt. Ồ, cái nám trên mặt tôi nó bớt nhiều, với người tôi cũng khỏe. Hồi đó tôi cũng hay bệnh lắm, người tôi nó yếu đó. Cho nên tôi uống cái khỏe lại, với lại cái nám trên mặt tôi nó đi nhiều lắm, mất nhiều, tại vì uống ở trong mình nhiều sức ở ngoài nữa. Cái là cái nhà tới bầu da đúng rồi, nó giống như bông bá rồi đó, sức ở ngoài rồi sao nó tôi xài. Cái lần sau tôi muốn order luôn cái cream luôn á, cái cream, cái mình xài cái mỹ phẩm của nó không. Ủa có cream gel không, tôi không có xài. Trước đó tôi xài CCD á, sao tôi bỏ, tôi không xài nữa, tôi xài cream gel không. Thì thấy nó đỡ nhiều lắm, thì nó cũng bớt nhiều, với lại cái đít nhăn ngay mắt á. Tôi xài cái eye cream á, thấy nó cũng bớt nhiều lắm á, chút thấy nó cũng giảm nhiều lắm á. Cái đó cho tôi tuổi khoảng 50 trở lên, nên là nó tốt lắm á, đảm bảo lắm, tại có baby, có con đó, có bầu, cái xong cái thai đó không mong nó, cái đó bị, chứ không phải bị nám mỹ phẩm đâu. Cho nên xài chắc nào nó cũng bị, cho nên là cuối cùng xài cái này thấy nó bớt nhiều lắm á. Tại vì đó, hình như bây giờ trên mặt tôi còn khoảng chừng 15-20% đó thôi á. Hồi xưa nhiều lắm á, hai bên gò má nhiều lắm. Về cái rụng tóc á, tôi bị rụng nhiều, tại tôi uống thuốc, tôi được cao máu, rồi bị cao mỡ, cho nên uống cái thuốc nó rụng tóc á, thì tôi uống trên xe thì tôi bớt, thấy nó bớt rụng nhiều. Mà nó mọc có thêm á, tôi đi bác sĩ đều lắm à, thì thấy cái lượng nó không có tăng nữa, nó giảm, nó đứng lại đó à, thành thấy nó cũng tốt, cái sản phẩm này nó tốt, thật sự tôi cũng có giới thiệu cũng nhiều anh em lắm á chứ. Tế bào hưu gốc chánh hiệu còn này, hay là gọi phôn alo alo 1-855-617-4074 hay vào website tìm lại tuổi xuân. Thank you.
giả, đây là tiếng nói của Súng Vui Radio. Chúng tôi cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thương vụ bảo trợ chương trình. Mọi thông tin liên lạc, trao đổi góp ý cũng như là nhu cầu quảng cáo, xin quý vị gọi cho 1-800-785-8077, 1-800-785-8077. Quý vị cũng có thể email chúng tôi ở sungvuiradio@gmail.com. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị bước vào câu chuyện giáo dục với nhà giáo Vũ Chi. Xin mời anh Chi ạ. Dạ, chào chị Hà, chào Tường, chào Rachel và chào quý vị. Bữa hôm nay thì cái chương trình này thì tôi cảm thấy là nó nói về giáo dục một cách thuần túy thì nó cũng ít ít thôi, nhưng mà nó lan man, nó ra nhiều chuyện nữa. Thì chúng ta thấy rằng là người ta làm thống kê, người ta thấy là hơn 50% cha mẹ ở bên Mỹ này vẫn còn đánh con cái để mà giáo dục nó. Có nghĩa là nó đi ngược lại với những cái mà chúng ta quan niệm trong giáo dục là không dùng nhục hình đối với lại học sinh. Thế nhưng mà ở nhà thì cha mẹ vẫn dùng nhục hình đối với con cái. Thì cái điều đó nó ảnh hưởng tâm lý rất là mạnh mẽ đối với lại các cháu nhỏ. Và người ta thống kê, người ta thấy rằng là tất cả những cái gia đình nào mà có con cái bị hành hạ bằng roi vọt đó, thì sau này bị ảnh hưởng tâm lý rất là mạnh. Nó sẽ trở nên xa lánh xã hội và có tính cách là chống đối xã hội nhiều hơn. Và cái kết quả đó là một kết quả mà không có tốt đẹp gì đối với lại xã hội Mỹ này. Là vì chúng ta biết rằng là nền giáo dục ở đây là nền giáo dục rất là khai phóng, mở cho tất cả các cháu bé mọi cái cửa ngõ để nó phát triển. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta gò ép nó bằng cách là dùng nhục hình thì có khi nó sẽ đi ngược lại với cái việc giáo dục của nền giáo dục tân tiến như thế này. Thế nhưng mà nếu mà trở lại ngược lại với lại thời gian thì chúng ta biết là ngay bên Anh thời xưa đó, người ta cũng áp dụng luật về roi vọt cho học sinh ở ngay trong trường học. Và tôi đã đọc một cái tác phẩm của ông Tidal, ông ấy nói về cái cuộc đời của ông. Thì khi mà ông đi học đó, ông ấy bị đánh đòn nhiều lắm. Có nghĩa là khi mà bị phạt đó, là mang hẳn vào một cái phòng, xong rồi đánh đòn bao nhiêu roi rõ ràng. Và cái đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của ông về sau này. Cái đó là cái điều mà chúng ta có lẽ là những bậc phụ huynh chúng ta nên tránh những cái việc mà dùng nhục hình đối với lại các con em ở trong nhà. Chúng ta chỉ dùng những cái lời khuyên, hoặc là nếu mà có những cái hình phạt thì hình phạt đó có nghĩa là chúng ta sẽ không cho nó được coi tivi trong một ngày, hai ngày hay là trong một tuần, không được chơi game trong mấy giờ đồng hồ trong một ngày chẳng hạn. Thí dụ như vậy. Cái đó là những cái mà con nít bây giờ nó rất sợ, là vì lúc nào nó cũng mê chơi game lắm. Và chính chúng ta đánh vào cái việc đó để mà giữ kỷ luật ở trong gia đình thì tốt hơn là dùng roi vọt. Ý kiến của chị Hà thấy như thế nào chị? Vâng, thưa anh chị, chúng tôi thấy cái vấn đề mà anh gọi là nhục hình đó, thì nó đúng vào trong cái trường hợp mà nếu mà cha mẹ lúc nào cũng sẵn sàng dùng vũ lực với con cái, và nó nhắc đi nhắc lại thường xuyên, thì nó trở thành rất là một cái sự hành hạ trẻ con. Thì tôi đồng ý cái đó, nó sẽ để lại cái dấu ấn rất là nặng nề trong cái tâm lý của đứa bé. Còn nếu mà dù là roi vọt nhưng mà thỉnh thoảng khi cần thì thưa anh, mình mới dùng đến. Mà khi mình dùng thì mình nói rõ, tại làm sao mà hôm đó con phải lãnh cái roi đòn này. Bản thân chúng tôi thưa anh cũng đã ít nhất là có 2 trận đòn mà nhớ đời. với lại bố mẹ. Một lần là thưa là nói dối để mà trốn học đi chơi đấy anh. Thành ra là một lần kia thì không biết là vì tôi làm mất tiền, thành ra là của mẹ tôi số tiền chỉ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đáng lẽ tôi phải đưa ngay cho bà rồi tôi mải chơi đấy, để đâu quên mất, thành ra sao bị đòn. Nhưng mà thưa anh, bây giờ ngồi nhớ lại đó thì không cảm thấy những cái đó nó để lại một cái dấu ấn gì cả, mà trái lại mình thấy rằng là mình đã làm những cái điều cho bố mẹ mình buồn lòng. Mình thấy hồi mình con nít thì có những cái dại dột, mình hiểu cái dại dột đó, bây giờ mình dùng cái đó để mình thông cảm con cái mình. Nhưng mà thưa anh, tôi đi học á, thì tôi học trường Bà Sơ, bị đòn rất là đau. Thưa anh, là chúm 5 ngón tay lại
để cho bà Sơ cầm cái thước. Vâng. Bạn biết thước nó có cái bốn cái góc cạnh ạ. Vâng, vâng. Đánh vào cái đầu ngón tay đó thì anh rất là đau. Mà về không dám nói bố mẹ. Dạ. Mà thưa anh nhờ thế mà bây giờ viết chữ thưa anh được coi là có chữ đẹp. Thành ra mình thấy rằng là nếu mà mình dạy với tư cách có giáo dục thì đau một chút thì để đứa bé nó nhớ lâu. Dạ. Thưa anh có lẽ là mình cũng thấy là nó cũng không phải đến nỗi là nó phản tác dụng. Dạ. Nhưng mà nếu mà hành hạ trẻ con bằng roi vọt thì thưa anh thật tình là không có nên. Cái đó là một cái nó sẽ để lại một cái di chứng cho trẻ khi nó lớn lên. Nhưng mà thưa anh, tôi lại không đồng ý ở chỗ là phạt con quay mặt vào tường, hay là một tuần lễ không được xem TV, hay là lấy cái iPhone của các cháu. Thưa anh, các cháu nó vẫn có cái cảm giác là vẫn có một cái người nào đó dùng cái sức mạnh để cưỡng bức các cháu về một cái việc gì đó. Cho nên là thay vì một cái dấu ấn về thể xác nó bị đau đớn, nó có cái sự đau đớn về tinh thần, nó cảm thấy là nó vẫn có một cái sự ức chế. Thành ra có lẽ tốt nhất là mình cũng nên cắt nghĩa con biết và tránh được cái hình phạt càng nhiều càng tốt. Dạ thưa chị thì có thể bắt cháu ngồi xuống anh ạ, viết viết là lần sau con không làm như vậy nữa thì được. Chỉ mà... quan niệm và các cụ ta hồi xưa chỉ biết là nói dễ nhất là đòn đau nhớ đời. Ạ. Thì đó thì thực sự ra chị nhắc lại những cái kỷ niệm hồi xưa thì mình thấy rõ ràng là chúng ta cái thế hệ của mình ấy, thì đi học ấy, không người nào là không bị đòn hết. Thế nhưng ăn thua là cái tinh thần của người mà ra đòn nó như thế nào thôi. Ví dụ những người ra đòn đánh đòn mình nhưng mà mang một cái lòng yêu thương mà mình cảm thấy được thì cái đó nó rất là nhẹ nhàng và nó có tác dụng tốt. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà đánh mà một cách hằn học, một cách mà phũ phàng vô cớ nữa thì anh thì nó tạo một cái dấu ấn rất là, rất là sâu nặng nề. Và vì vậy cho nên ở bên Mỹ này thì tôi thấy là rõ ràng là người ta bảo vệ trẻ em, nhưng mà nhiều khi đó một cũng thành ra là quá đáng, là vì cũng có những ông bố bà mẹ cũng quá đáng nữa, có nghĩa là trong nhà rồi uống rượu say sưa rồi tự nhiên đánh con cái, mà đánh con cái như vậy là đánh con cái như là đòn thù đó chứ không phải là đánh con cái để mà giáo dục nó, thì cái đó tất nhiên là những cái mà chúng ta được thể tránh ở trong cái tài liệu này. Nói là làm như vậy thì sẽ tạo ra một cái hằn thù xã hội ở trong tâm lý của cái con. Thưa anh, tôi có một thời gian tôi làm công tác cố vấn khải đạo, anh biết rồi. Thì tôi tiếp xúc với các em khá nhiều, mà cái trường học tôi thì ở bên khu vực quận 5 đây anh ạ. Thì anh biết là nó là, xin lỗi quý vị, quận 4 ạ. Tức là có cái cảng Khánh Hội đây. Thành các em nó đến nó nói nhiều khi bố mẹ giận nhau. Bố đi làm về mệt nhọc, cơm chưa chín ví dụ như vậy, thấy nó đứng phấp phới trước mặt này, sáng cái bố đi chỗ khác, đại khái như vậy. Hay là mẹ bị bố nói một câu gì đó không vừa ý, túm lấy con đánh. Tức là mình chút cái nỗi buồn riêng của mình, những cái hận riêng của mình vào con cái thì đó hoàn toàn là sai, không có nên, đúng như vậy. Còn nếu mà dạy dỗ các cháu mà mình nói rõ tại sao mình có cái roi vòn, cái roi đòn này thì tôi tin chắc là nó có cái tác dụng giáo dục của nó. Vâng, thưa quý thính giả, nhạc đã lên rồi, chắc là Huy Tường ngày bé bị đòn lắm, thành ra bây giờ không muốn nghe nói về đòn đòn roi. Chúng tôi phải tạm biệt quý vị trong chương trình Câu Chuyện Giáo Dục, và xin hẹn tái ngộ quý vị thứ ba tuần sau. Và kính chúc quý vị một nửa ngày còn lại thật là an vui và thành công. Xin cảm ơn quý vị.